Chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân và lấy người dân làm trung tâm. Vì vậy, Tổ Công nghệ số Cộng đồng hay còn gọi là Tổ triển khai đề án 06 tỉnh Hưng Yên được thành lập với mục tiêu là đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống hàng ngày, giúp người dân tiếp cận với công nghệ số một cách đơn giản, thực tế. Là một phường nội đô với mật độ dân cư đông, các hoạt động kinh doanh, văn hóa, du lịch phát triển mạnh. Vì vậy, hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã gắn với từng lĩnh vực và được triển khai đa dạng trong thời gian qua. Với chiếc điện thoại thông minh, các kiến thức từ đơn giản như truy cập ứng dụng Internet cho đến sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đều được các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn cho người dân. Việc tiếp cận cái công nghệ số này thì rất quan trọng và tôi cũng muốn học hỏi được thật nhiều và từ mình có thể lan tỏa tới cộng đồng dân cư khu mà mình phụ trách để cho mọi người dân đều hiểu được cái tác dụng của công nghệ số. Đa phần là người dân họ quan tâm nhiều đến cái việc là thanh toán trực tuyến và hai là mua sắm trực tuyến, thì cái đó thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn cách để họ sử dụng làm sao cho an toàn, thuận lợi và đồng thời thì các cái dịch vụ trực tuyến công ấy thì cũng có một số người quan tâm và cũng đã được tổ chúng tôi tư vấn chi tiết để làm sao họ có thể thuận lợi nhất trong cái quá trình thử áp dụng. Đến nay, Hưng Yên đã thành lập được gần 1.000 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 6.000 người tham gia ở các cấp cơ sở để hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Thành viên các tổ gồm các lực lượng đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, bí thư, trưởng thôn. Xã đã thành lập triển khai tổ đề án công tác theo đề án 06 của xã và thành lập tổ công tác của thôn tới từng các thôn. Cán bộ và người dân đều đang cố gắng để thực hiện từ cái thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Các thành viên được hướng dẫn tìm hiểu tài liệu, cách cài đặt, sử dụng từng ứng dụng số, tiếp cận với chuyển đổi số thông qua các clip, hình ảnh, tệp âm thanh để tuyên truyền người dân theo hình thức đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người và kết hợp với các hình thức phù hợp với đặc thù của địa phương. Tập huấn đã giúp cho các thành viên trong tổ công tác đề án 06 tổ dân phố, các đồng chí sẽ nắm được nội dung, đồng thời cũng là thực hiện hướng dẫn cho các đồng chí các cái thao tác cơ bản nhất trong việc thực hiện nội dung đăng nhập về chuyển đổi số hiện nay. Mỗi người dân thì sẽ trở thành những cái tuyên truyền viên tích cực, thế và người ta có thể làm quen, thế rồi là người ta có thể là giới thiệu, rồi là người ta có thể tuyên truyền cho nhau để sử dụng các cái nền tảng số cũng như là các dịch vụ số để hướng tới là thành phố Hưng Yên của chúng tôi là văn minh, hiện đại và đang sống. Thông qua hoạt động của Tổ Công nghệ số Cộng đồng giúp cho việc ứng dụng công nghệ, nền tảng số vào sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh được phổ biến rộng rãi hơn cho cộng đồng dân cư, từ đó góp phần không nhỏ vào thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia hiện nay.